cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, ở Lương Sơn, Hòa Bình, không ai không biết đến căn biệt thự được ví như tòa lâu đài, xây theo phong cách lâu đài châu Âu hoành tráng kèm theo chút bí ẩn. Theo chủ nhân ngôi nhà, gia đình anh luôn gặp may mắn trong làm ăn kinh doanh chuỗi nhà hàng vất lên sau khi chuyển vào đây sinh sống, đặc biệt là sự xuất hiện của báu vật từ khi xuất hiện đã giúp cho anh gặp nhiều may mắn trong kinh doanh và có cuộc sống giàu sang phú quý như hiện tại. Bóng vật đó là gì? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ở giữa vùng Lương Sơn Hòa Bình, xen giữa mấy ngọn núi và rừng xanh thẫm, một lâu đài với mái vòm đậm chất châu Âu như nổi bật hẳn lên. Đó là tư gia của anh Mạnh chị Hằng, chủ nhân của một nhà hàng khá nổi tiếng. Anh Mạnh cho biết, dù đất rộng nhưng anh chỉ dành ra hơn 150m2 cho một mặt sàn. Nhà chỉ có 4 người, anh không muốn làm to quá sẽ bị lạnh lẽo, nên làm nhỏ xinh vậy thôi, nội thất đưa vào nhà dễ mà cũng ấm cúng hơn. Lâu đài được xây dựng trong không gian hơn 1.000 mét vuông, bên ngoài có tháp nước trang trí hình ngựa có cánh, một khu vườn nhỏ để bàn uống nước và ra, nơi gia chủ cất chiếc xe may bách cổ điển màu đen. Nhìn bên ngoài, lâu đài này khá bề thế với hệ thống cột, trần cao điểm suyết những chi tiết mạ vàng. Dạo xong một vòng ở tòa lâu đài, anh mạnh tâm đắc gian thờ của nhà mình Gia đình anh cũng rất chú tâm đến việc thờ phụng tổ tiên. Việc kinh doanh buôn bán cũng nhờ thế mà thuận lợi. Theo gia chủ chia sẻ, có được cơ ngơi ngày hôm nay, tất cả đều do tổ tiên và trời đất phù hộ để mọi chuyện được suôn sẻ và may mắn hơn. Là người tin vào những câu chuyện kỳ lạ, anh Mạnh cũng khoe báu vật ở nhà mình. Anh cho hay, cách đây hơn 2 năm, ở nhà hàng vợ chồng anh đang kinh doanh có một cụ cóc sống ở ban thờ, trùng hợp với việc anh gặp nhiều may mắn trong kinh doanh. Sau đó, vợ chồng anh chuyển đến nhà mới là lâu đài hiện tại, cụ cóc mất, anh đem chôn ở trước cửa quán. Lạ hơn nữa là khi về nhà mới được 5 tháng, trên bàn thờ thần tài của anh chị lại xuất hiện một cậu cóc. Anh Mạnh nói thế vì chú cóc vàng này nhỏ hơn. Sáng sáng, cậu cóc ra chỗ bát hoa cúng để tắm, rồi lại quanh quẩn ban thờ, có lúc đi loanh quanh nhưng tối nào cũng về ban thờ nằm. Vợ chồng anh Mạnh đã rất nỗ lực trong việc kinh doanh, tích chữ tài chính nhiều năm chứ không thể nói dựa vào may mắn. Nhưng với niềm tin đó là hiện thân của thiềm thư, con cóc ngậm tiền vàng tượng trưng cho may mắn, giàu có. Anh Mạnh rất chiều chuộng cậu cóc, ngày nào khi lau dọn ban thờ cũng trò chuyện, nâng niu như vật quý. Trong nhà, sự giàu có của gia chủ được khoe khéo léo với đầy đủ nội thất, chi tiết gỗ. Cửa nhà làm bằng cửa gỗ gõ đỏ siêu dày, mà theo lời gia chủ, nếu đóng cửa thì khó có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài dù trời mưa to hay tiếng xe cộ đi lại ồn đến đâu hầu hết nội thất và kiến trúc trong nhà được phủ hết bằng gỗ vì chủ nhà đam mê hoa văn được chạm trổ rất tinh xảo phòng khách cũng ngập gỗ với trần nhà cầu thang tủ bếp cột nhà toàn là gỗ gõ đỏ pa chi đặc biệt gia chủ không chọn các bộ ghế gỗ chạm khác thường có chia thành các loại ghế to nhỏ ghế bành đôn khác nhau về hoa văn và kích cỡ mà đặt 8 cái ghế to tương đương nhau trong phòng khách. Anh Mạnh lý giải, sở dĩ như thế là bởi anh quan niệm, khách bước vào nhà anh không phân biệt chính phụ, giàu nghèo, quan trọng như nhau, ai cũng được tôn trọng, tiếp đón như nhau. Anh cho biết thêm, phần gỗ bên trong nhà, anh thuê tốt thợ mộc lành nghề ở Nam Định làm, đặt hàng một năm mới làm xong. Còn bên ngoài là do thợ hồ Ninh Bình, những người có tay nghề cao, chuyên xây các lâu đài nổi tiếng ở đó đảm nhiệm chủ nhà làm kinh doanh nên rất chú ý đến những chi tiết phong thủy. Ví dụ, cặp lục bình cao hơn 3 mét bằng gỗ cẩm được trưng ngay sau cửa chính, để cùng với 4 cột bên ngoài tạo thành 6 cột chống vững chãi. Hoặc cầu thang gỗ trong nhà được tạo hình xoắn ốc, vừa có tính thẩm mỹ, vừa tạo thành giếng trời thông thoáng, tôn nghiêm cho ban thờ thần tài. Đối lập với phòng khách hoành tráng, phòng ngủ trong lâu đài lại được thiết kế theo tông trắng vàng, theo đuổi ngôn ngữ trang trí tối giản. Nếu tầng 1 với thiết kế cực kỳ chú trọng vào chi tiết và được lấp đầy bằng nội thất gỗ có hoa văn cầu kỳ, thì đến tầng 2 và các gian phòng ngủ lại được chủ nhà làm tối giản hết sức có thể. Vì theo quan niệm của anh Mạnh, phòng ngủ quan trọng nhất là yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhẹ nhàng, quan trọng nhất là giấc ngủ. Chủ nhà cho hay, với phòng ngủ, anh ưu tiên sự nhẹ nhàng nên dùng rất ít gỗ, hạn chế nhét đồ đạc mà chú trọng đầu tư tràn đệm Vợ chồng anh cho thấy mình biết cách hưởng thụ, chăm sóc cho giấc ngủ khi đầu tư hơn 500 triệu đồng để mua nguyên bộ đệm, tấm trải, gối của thương hiệu siêu cao cấp V-Spring. Đặc thù của hãng này thiết kế sử dụng hàng trăm túi lò xo so độc lập ghép lại, nên ai nằm đâu là đệm chỉ lún xuống ở chỗ đó, không ảnh hưởng đến cả tấm đệm. Thêm vào đó, chiếc đệm anh Mạnh chị Hằng mua còn là đệm chia hai chế độ tách rời, một bên cứng và một bên mềm vừa, phù hợp với sở thích của từng người. Ngoài 5 phòng ngủ, lâu đài còn có khu vực tiếp đón khách tới chơi, phòng karaoke ở tầng 3, phòng tập thể thao của gia chủ. Anh Mạnh tiết lộ, tối tối nhà anh thường bật đèn sáng rực cả lâu đài. Cái sân rộng và nhiều cây xanh cũng thu hút trẻ con hàng xóm, nên từ buổi chiều anh sẽ mở cửa để bọn trẻ vào sân chơi thoải mái, có khi đến tối mịt mới về. Anh quan niệm, yêu trẻ trẻ mới tới nhà nên thường xuyên đón tiếp các vị khách nhí xung quanh như thế. Ngoài ra, phòng bếp cũng được gia chủ đầu tư rất kỹ càng vì vợ chồng anh Mạnh chị Hằng làm chủ một chuỗi nhà hàng, khả năng nấu ăn của cặp vợ chồng cũng rất tốt. Bộ bàn ghế được đặt trong phòng ăn gồm 10 ghế với hoa văn tối giản hơn, kết hợp hệ thống đèn trần chiếu sáng mang đến cảm giác rất ấm cúng chứ không hề phô trương. Thưa quý vị và các bạn, phong thủy đối với nhiều gia chủ luôn có một vị trí quan trọng về mặt tâm linh, bởi nếu phong thủy đúng thì sẽ đem đến cho chủ nhà nhiều may mắn tài lộc nhưng nếu sai thì cũng sẽ mang đến nhiều tai họa. Như câu chuyện, một người đàn ông ở Trung Quốc đã liên tiếp gặp phải nhiều tai họa xảy đến với gia đình sau khi đào được kho báu sau sân nhà. Tháng 6 năm 2017, Viện Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh đã tổ chức lễ tưởng niệm một người nông dân tự nguyện giao nộp văn vật cho nhà nước. Đó chính là anh Hà Cương, người khi còn sống đã đào được một văn vật quý hiếm trong sân nhà và gửi lại cho bảo tàng. Tuy nhiên, Kể từ khi tìm thấy báu vật này, gia đình Hà Cương liên tiếp gặp vận rủi, cuộc sống cũng càng ngày càng trở nên khó khăn. Người dân nơi đây đều truyền tay nhau rằng Hà Cương vì đào bảo vật mà làm hỏng phong thủy của nhà mình. Cụ thể, năm 1985, người nông dân Hà Cương khi ấy đang ngụ tại thôn Cố Tường, huyện Thương Thủy, Hà Nam, Trung Quốc, trong lúc xây nhà đã đào được một miệng hang ở sân sau. Đào sâu vào chiếc hang này, anh Hà đã tìm được 19 văn vật từ thời nhà Nguyên được mạ vàng bạc, chạm trổ Phượng Hoàng. Tình trạng văn vật được bảo quản rất tốt. Ngay sau đó, Hà Cương đã nhiều ngày đêm vượt đường xa, đem bảo vật giao nộp cho Viện Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh. Sau khi giám định, các chuyên gia tại đây đã nhận định rằng số cổ vật anh Hà Cương phát hiện chính xác có niên đại từ thời nhà Nguyên lại là đồ chế tác bằng bạc vô cùng hiếm thấy lượng văn vật được người nông dân chất phác ấy trao tặng đã góp phần làm phong phú thêm số lượng cổ vật vàng bạc tại bảo tàng, đồng thời còn cống hiến nhiều tư liệu quý giá cho quá trình nghiên cứu cổ vật thời nhà Nguyên. Hà Cương từng chia sẻ, năm ấy, khi đào được số cổ vật này, một số người lớn tuổi trong thôn từng cảnh báo anh cho rằng việc mang số đồ cổ này đi sẽ phá hủy tổng thể phong thủy của căn nhà, mang lại điểm xấu. Tuy anh cho rằng những lời ấy thiếu căn cứ xác thực, nhưng những sự việc xuất hiện sau đó khiến Hà Cương không khỏi bán tín bán nghi. Tuy nhiên, từ sau khi trao trả văn vật cho bảo tàng, hai người vợ của anh đều lần lượt qua đời. Người vợ thứ nhất uống thuốc trừ sâu tự sát. Sau đó Hà Cương đi bước nữa, nhưng tới năm 2003, người vợ thứ hai của anh cũng mắc chứng u rê huyết. Năm 2006, cha Hà Cương phải tiến hành phẫu thuật với chi phí rất lớn. Cũng trong khoảng thời gian đó, con trai anh mắc chứng đau dây thần kinh chi phí chữa trị quá lớn so với kinh tế gia đình. Năm 2011, khi hai người con sinh đôi của anh vừa chào đời, Hà Cương phải nộp một vạn nhân dân tệ, khoảng 35 triệu Việt Nam đồng, chi phí kế hoạch hóa gia đình. Vì bản thân không thể chi trả được khoản phí nộp phạt này, anh đành tìm đến sự giúp đỡ của Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh. Sinh thời, Hà Cương vốn làm nghề trồng trọt, còn thường xuyên đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập, nhưng gia cảnh nghèo vẫn hoàn nghèo cho tới khi gặp phải những tai vạ bất ngờ kia, gia đình anh vẫn còn nhiều khoản nợ chưa trả hết. Năm ấy, từng có một người ngỏ ý muốn trả anh một khoản tiền khổng lồ để mua lại số cổ vật kia, nhưng Hà Cương một mực không đồng ý, cường quyết đem số đồ cổ ấy trao lại cho bảo tàng cố cung. Viện bảo tàng cố cung cũng cho biết, pháp luật Trung Quốc quy định về việc trao thưởng cả vật chất lẫn tinh thần cho những người tự nguyện cho tặng văn vật. Tuy nhiên, do mức trao thưởng chưa có quy định rõ ràng, nên những người có tinh thần như anh Hà Cương vẫn còn rất ít. Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Hà Cương gặp tai nạn khi đang làm việc tại công trường và qua đời ở tuổi 54. Mặc dù đã ra đi, nhưng số cổ vật được anh giao lại cho nhà nước sẽ mãi được trưng bày ở bảo tàng cố cung như một minh chứng nhắc nhở về sự hy sinh cao cả của người nông dân chất phác ấy quý vị và các bạn thân mến nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại